Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện theo cái thử thách như đã hứa với các bạn là cầm vector cộng với một khẩu sniper nha. Sniper thì mình sẽ lựa chọn cây SKS cho nó phong phú. Tại vì clip nào mình cũng cầm K98 dã bọn kia thì các bạn xem cũng lòi con mắt ra rồi. Vâng, hôm nay thì mình sẽ bắn SKS. Nếu mà nhặt được VSS thì mình sẽ chuyển sang bắn VSS cho các bạn xem. Tại vì VSS thì bắn cũng rất là ngon, nhưng cơ bản thì nhặt được nó rất là khó. Ok, có một thằng vào chung với mình. À, thôi xong rồi. Một bé này. Còn Nia. Hết rồi. Đơn giản vậy. Ủa, cái school mà ít người vào vậy ta? Vâng, trên bản PC thì một khi đường bay như này thì chắc chắn school phải bấy luôn kìa, chứ đừng có nói là nát. Ok, không sao. Khu trường học thì vector rất là nhiều. Hình như vector đây rồi, tuyệt vời. À, ôi dồi ôi, mù mắt rồi. Không sao, còn lâu lâu thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cái quả lòi mắt luôn. Á đủ, VSS này. Thơm, trời ơi. Full phụ kiện nha. Quá là điều tuyệt vời luôn. Thơm quá. Và cái khẩu VSS này nó rất là khó tìm nhá. Mình đã thực hiện rất nhiều clip đi tìm nhưng đều thất bại. Bây giờ chạy lông nhông lại nhặt được. Vô lý. Đang cam cái thằng kia mà mọc đâu ra toàn bot với lại AK vậy. Vậy thằng kia đâu? À, có phải nó không ta? Nó hay là bot vậy? Trời ơi, lại bot. Cái định mệnh. Hình như có người đuổi theo mình thì phải. Chắc chắn là có người đuổi theo mình rồi. À đây này. Trời ơi. Bên này bạn ơi. Rồi. Vector. Thấy xe không khả thi rồi. Bên này mà. Đâu ấy. Trời ơi. Đúng rồi đấy, qua đây. Rồi, nếu mà đây là một cái khẩu súng rifle thì thằng đấy đã nằm xuống rồi. Cái định mệnh. Hai xe luôn. Căng nha. Trời ơi. Đu. Mua xe bắn súng nè. Rồi, thằng kia thú tính dừng lại rồi. Ui, thằng này trâu vậy. Bị vector sấy, VSS sấy. Không chết. Trời ơi, trâu vãi nồi. Thế nhưng nó giết được cái thằng đi xe cùng rồi. Anh ấy rất là thú tính. Dừng lại, cày luôn cho nó chất. Ra đi bạn ơi. Hãy cày luôn mình đi. Cái thân xác ngọc ngà trắng trẻo chưa mất trinh này dâng tặng cho bạn hết. Trời ơi, lên xe chạy. Rồi, chạy luôn. Hay lắm. Cái định mệnh.
Vâng, thịt mình không thơm à? Mình cứ nghĩ là nó rất thơm cơ. Ok, fine. Vâng, mình không đủ sức quyến rũ để anh ấy có thể dừng lại cày luôn mình. Đáng tiếc. Ui. Này thì nhảy xuống chơi này. Cái định mệnh gì đấy? Và người ta mới triệt hạ một cái thằng mà cosplay hàng fake của mình. Vâng, nó giống mình cực luôn ý. Mà thế đéo rồi, thằng ca này nó thấy chướng mắt ở cái điểm nào nó lại vẫy một viên ca vào người mình ý nhỉ. Vâng, ca thường thì thôi đi. Vâng, đây ca sai lần cơ. Có người áp sát nhà mình này. Hay lắm. Ui, vãi cả trưởng ạ. Hết đạn nhanh thế. Mày vào nhà bất hợp pháp này. Đâu ta? Cái thằng ca sai lần. Phải hiếp được nó. Thế mình sẽ xuống đá qua cái xác của thằng kia xem có gì. Lúc nãy thì mình thấy là có mũ 3 thì phải. Đây rồi. Rất nhiều đồ. Băng kích maxi M24. Ui xồi ôi. Giàu vậy má. Trời ơi. Thằng này siêu giàu anh em ạ. Full set 3. Full silent. Toàn hàng xịn. Nhưng cái kết đáng buồn. Chắc thằng này nó tiếc lắm đây anh em ạ. Toàn đồ ngon như này. M24 với M4 là nó phải gọi là quá ngon rồi. Đã thế còn có sai lần nữa chứ. Trời ơi, tiếc. Vâng, chắc nó có khi nó đang đập cái con điện thoại của nó đấy. Ôi, một loạt đạn như thế mà không chết kìa. Nào ní. Ok, bạn ấy đã thoát chết rồi. Khá là đáng tiếc. Khi mình nghĩ từng đấy đạn là có thể giết được. Đáng nhẽ quả đấy mình nên xả nhiều hơn. Tại vì mình ít khi bắn cái khẩu VSS này lắm. Ít khó kinh đam. Mình bắn theo cảm tính không à. Chưa dùng bao giờ nên anh em cũng phải thông cảm cho mình nha. Trời ơi. Thằng này cũng rào không kém. Bọn này rào nứt đất luôn ý. Trong khi mình cầm cái combo đó, nó nghèo không thể tả được. Mà lại chạm phải những cái xác như này thì đúng là con tim tan nát anh em ạ. Ốp vào đây làm gì vậy? Kiểu gì bo tiếp theo cũng ra ngoài đấy hả? Ốp vào đây là một cái lựa chọn sai lầm. Mình chắc chắn điều đấy.
Cái thằng này nó úp vào đây xong nó ngồi im trong nhà luôn ạ. Cạn lời. Chờ bạn ấy đang cùng chí hướng với mình, đang đợi Bo. Và Bo chắc chắn sẽ ra ngoài. Và bạn ấy sẽ phải ra. Đấy. Thôi gãy rồi. Vâng, bạn đứng im như thế thì cái số phận cuộc đời của bạn phải nằm xuống thôi. Sorry bạn ha, ra làm trận mới đi nha. Trận này hơi nghèo, cầm ca sai lần 8x thì nó nghèo quá. Trận sau làm quả AWM 8x sai lần cho nó dễ top 1. Đây rồi. Cái định mệnh trúng đúng một viên ạ. Rồi, bắt đầu đảo rồi. Không bị, không biết bị bắn ở đâu nên đảo đây. Hay quá bạn ơi. Một skill rất tốt. Nhưng mình không đủ thời gian để mà giỡn với bạn được rồi. Bo cũng khá là gần. Mình có xe mà. Lắm xe luôn là đằng khác chứ. Mình sẽ đá thử xem cái xác thằng này nó có giàu như lời mình nói không. Và đúng như vậy. Vâng, 28x luôn cho nó chết. Căng nha. Trận này công nhận bạn ấy nghèo thật. Ok. Giết người cướp xe. Và té. Hình như có thằng đang nấp trên tầng 2 phải không ta? Chuẩn bá rồi. Nghe tiếng chân này. Ui định mệnh ném ngu rồi. Ok. Này ném khói làm cái éo gì vậy. Vâng may mà mình tinh mắt nhìn qua được quả khói chứ không ấy. Ui rồi ôi. Really? Không chết. Sao đam khẩu này yếu vậy trời. Góc nhìn khá là đẹp. Nhưng bo sau thì chắc chắn là ở ngoài bo rồi. Ui, bị bắn chết rồi. Trời ơi. Con mồi của người ta. Phí quá. Hòm xác này. Ghê quá. Ôi, chạy ngoài bo vào kìa. Nhìn lên. Trời ơi, nó chết bo rồi. Phí quá. Và bo tiếp theo phải chạy ra ngoài rồi. Ok, cho mình sẽ lấy xe để chạy vào bo thôi, cho nó có backup.
lờ cái éo gì vậy? Ok, còn hai thằng nữa. Cái thằng này nó lái xe khó chịu nhỉ. Rồi, bốc khói rồi. Sao lại dừng xe? Không chạy nữa đi. Này thì đùa với chúng tôi này. Con lợn này, chắc đang thực hiện cái thử thách dùng xe cán người lấy top 1 đấy. Hay lắm. Bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Quay quanh chả thấy ai. Vẫn bét ninja rồi. Ở đâu thì bắn đi bạn ơi. Để mình còn biết. Ui dồi ôi. À, con lợn này chạy qua đây này. Lò dò. Ui, căng nha. Ok, bình tĩnh nào. Tao lại sợ mày quá cơ. Chạy ra. Ok, top 1. Chúc các bạn xem clip vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.